Video tuần này sẽ là một video về nấu ăn. Mình thấy ở trên TikTok có khá nhiều món ăn mới và lạ, thế nên hôm nay mình quyết định sẽ nấu ăn thử theo các món ở trên TikTok, biết đâu lại thành công và có thể chia sẻ được với mọi người những công thức nấu ăn. Ok, đầu tiên mình sẽ đi nấu một món mà nổi dần dần luôn mấy ngày gần đây, là món cơm trộn cá hồi. Món này thì cũng dễ làm, chỉ cần rán cá hồi trộn với cơm nóng và với sốt là xong. Món này có vị hơi giống cái cơm tam giác mà mình hay mua ở trong siêu thị hay cả mấy quán cửa hàng tiện lợi. Bây giờ là buổi trưa và mình sẽ đi nấu món tiếp theo. Món tiếp theo là một món vừa quen lại vừa lạ. Quen là bởi vì không có một người Việt Nam nào mà không biết món này cả. Đấy chính là mì Hảo Hảo. Lạ là bởi vì mình không nấu theo kiểu mà mình hay nấu là nấu nước, mà mình sẽ nấu theo kiểu trộn giống như video này. Thực ra sau khi biết cách làm mì này thì mình cũng đã thử mấy lần rồi và đều rất ngon, nhưng mà mình vẫn muốn làm lại ở trên video này bởi vì mình muốn món này nhiều người biết hơn nữa, bởi vì kiểu nó rất là thần kỳ ấy. Thank you.
Bây giờ là 7 giờ tối và mình sẽ đi nấu món cuối cùng. Món cuối cùng là trứng chiên mắm. Mình chưa nấu món này bao giờ nhưng mà mình đảm bảo thế nào cũng ngon, tại vì chẳng bao giờ nấu trứng mà không ngon được. Ok, hôm nay là một ngày nấu ăn thành công mỹ mãn của mình, không có món nào bị mặn hay là bị ngọt quá. Trong tất cả ba món mà mình nấu ngày hôm nay thì mình thích nhất là món trứng cuối cùng. Mình rất khuyên mọi người nên thử nấu ở nhà, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video lần sau.